đến từ nhà thiết kế và siêu mẫu với được khai quật từ lò đào tạo du lịch OPS. Thank you.
xin toàn thể khán phòng cho tất cả dàn siêu mẫu của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Từ ban giám khảo và xin cảm ơn những nghệ sĩ, những diễn viên đã cùng chúng ta một phần nào. Thì đầu tiên và cũng xin được cảm ơn những thành viên không mời mà lên. Phần xin ra ban giám khảo là có mấy cái tiêu chí là phần quen biết và có ứng. Anh yên tâm vì cái tiêu chí mà MC đưa ra cho ban giám khảo rồi. Tiêu chí đầu tiên là tiêu chí quen biết, cả nhà lại vỗ tay cái tiêu chí này được không? Đơn vị nào càng quen biết ban giám khảo nhiều thì đơn vị đó càng nhiều điểm đấy. Và quan trọng nhất là chúng tôi đã có kết quả từ sáng từ đầu rồi. Và bây giờ thưa quý vị thân mến, đây là đơn vị đầu tiên phòng vận hành với tiết mục biểu diễn thời trang fashion show. Thưa quý vị cũng đã nhìn thấy những con người, những cán bộ nhân viên đồng nghiệp của chúng ta ngoài những giờ làm việc tại văn phòng của mình, thì họ đã dành thời gian rất sáng tạo những bộ trang phục tuyệt vời này. Và xin hỏi khán giả ở dưới, bao nhiêu quý vị thích tiết mục này, giơ tay được không ạ? 12.428 người. Và chúng ta đếm được. Và bây giờ còn quan trọng nhất thì ban giám khảo cũng đã nghe được cái tiếng hò reo từ khán giả. Xin mời ban giám khảo đầu tiên. Tôi sẽ hỏi giám khảo đầu tiên, người mẫu Thu Thủy. Vâng, xin mời chị. Phòng đăng ký thuốc số điện, chị có thể rơi số điện đi. Thu Huyền. Ban giám khảo xin phổ biến lại một chút, đó là các cái tiết mục bốn đội sẽ thi đồng loạt. Thi xong, ban giám khảo sẽ nhận xét từng tiết mục và chúng tôi lúc đó sẽ thảo luận để cùng cho điểm. Vì chương trình năm nay rất là với theo chúng tôi biết đó thì cái giải thưởng nó rất là khủng, thì ra là chúng tôi cần thời gian để trao đổi và sẽ lựa chọn ra những đội xuất sắc nhất sau mỗi trận biểu diễn. Đúng không ạ? Đồng ý không ạ?